lại là anh em huấn phạm đây tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm thông minh hữu dụng thì phạm huấn xin trân trọng đưa tới cho anh chị một cái dòng sản phẩm cực kỳ là hữu ích bẫy chuột thông minh dòng này thì chúng ta sử dụng phổ thông trong gia đình nó rất là nhạy đấy, bắt tất cả các loại đồng chuột từ chuột to chuột nhỏ chuột nhà chuột đồng đấy, chuột cống chuột rãnh đều bắt được hết anh em nhé anh em chỉ cần ấn lẫy ra như này là xong này và chúng ta bỏ mồi vào đây đó và khi mà con chuột bỏ mồi vào đây khi con chuột chạy qua là sẽ sập bẫy luôn Đấy, anh em nghe những cái tiếng kêu của nó là chúng ta đã biết là cái bẫy nó sập độ mạnh như thế nào sập rất mạnh nhưng mà nó lại rất an toàn cho chúng ta khi mà sử dụng này đấy cấu kiện của nó thì gọi là bẫy hàm x hoặc là bẫy cá sấu này cái miệng nó há ra đây đấy và nó có cái phần lò xo so, hai bên rất là chắc chắn này được làm bằng nhựa nguyên sinh này đó anh em thấy không đấy khi chúng ta sử dụng thì nó an toàn tuyệt đối luôn đó thì anh em các bạn có nhu cầu về dòng bẫy chuột thông minh thì có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của phạm huấn để được tư vấn với cái dòng sản phẩm này đó em thì xin được tự giới thiệu em là phạm huấn đến từ bình lục hà nam rất vui được chia sẻ đến anh chị các bạn cái dòng sản phẩm bẫy chuột thông minh bên em ship code toàn quốc anh chị các bạn nhận hàng kiểm tra test sản phẩm và thanh toán thôi đó Đây, xin chào lại anh chị em video sau